Anh em mình chuyển sang cái la mã tiếp theo là quyền sở hữu khi nghiên cứu dưới góc độ là một quan hệ pháp luật dân sự. Thế thì khi nghiên cứu quyền sở hữu dưới góc độ là một quan hệ pháp luật dân sự thì nó cũng có ba cái yếu tố cấu thành, đó là chủ thể, khách thể và nội dung. Chủ thể ở đây đó là các bên tham gia, có thể là cá nhân, có thể là tổ chức, có thể là hộ gia đình, tổ hợp tác và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể đối với một số loại tài sản. Cá nhân là chủ sở hữu thì không bị hạn chế về năng lực hành vi. Ví dụ, một đứa trẻ vừa mới sinh ra, nó được tặng cho một căn nhà, nó được thừa kế một căn nhà, thì đứa trẻ đấy vẫn là chủ sở hữu đối với tài sản. Còn cha, mẹ hay người giám hộ là người đại diện. Cái thứ hai, chủ thể thứ hai đó là pháp nhân, đúng không ạ? Thế thì một trong những điều kiện để tổ chức là pháp nhân thì phải có tài sản. Tài sản ấy có thể là do nhà nước giao, có thể là do các thành viên đóng góp, thì pháp nhân có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Về khách thể của quan hệ sở hữu ở đây đó là tài sản. Tài sản được quy định tại điều 163 của Bộ Luật Dân Sự, đó là vật, là tiền, là giấy tờ trị giá bằng tiền và quyền về tài sản. Chúng ta sang cái ý tiếp theo là phân loại tài sản, phân loại vật. Thì có rất nhiều cách thức phân loại khác nhau. Thứ nhất là căn cứ vào tính chất di dời và mục đích sử dụng thì vật được chia làm hai loại là bất động sản và động sản, điều 174. Theo quy định tại điều 174 thì bất động sản là những cái tài sản không di dời được về mặt cơ học như đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, những cái tài sản gắn liền trên đất, những cái tài sản khác theo quy định của pháp luật. Thế thì ví dụ như là ở trong phòng học của anh chị ấy, thì cái phòng học đấy, cái nhà học đấy, đấy chính là bất động sản. Và hệ thống điện gắn vào nhà đấy cũng được xem là bất động sản. Và sau khi các nhà làm luật đã sử dụng phương pháp liệt kê bất động sản thì sau đó lại sử dụng phương pháp loại trừ. Cái gì là bất động sản, đúng không ạ, thì không là động sản, đúng không ạ? Hay động sản là những cái tài sản không phải là bất động sản. Tức là các nhà làm luật sử dụng phương pháp liệt kê. Thì cái này nó không riêng gì Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng cái phương pháp liệt kê này. Thế nên báo cáo với các anh chị rằng cái việc phân loại động sản, bất động sản này nó có một ý nghĩa pháp lý rất quan trọng trong quá trình xác lập, trong quá trình thực hiện, trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu, quyền dân sự. Ví dụ như điều 247 đấy, các anh chị dở điều 247 ra. Người nào chiếm hữu bất hợp pháp nhưng ngay tình công khai liên tục đối với động sản 10 năm, bất động sản 30 năm. Như vậy là đối với động sản thì chỉ cần 10 năm thôi, nhưng đối với bất động sản là đòi hỏi tới 30 năm. Đó. Hay các anh chị dở cái điều 239 ra. Điều 239. Đó. Người nào mà phát hiện được tài sản vô chủ là động sản thì thuộc sở hữu của người đó, nếu là bất động sản thì thuộc nhà nước. Như vậy nếu như là động sản thì thuộc sở hữu của người phát hiện được, còn nếu như là bất động sản thì lúc này lại thuộc nhà nước và cái người phát hiện được chỉ được hưởng một khoản tiền theo luật định. Đấy. Hoặc ví dụ như các anh chị dở cái điều 223 khoản 3 của Bộ Luật Dân Sự ra. Điều 223 khoản 3. Và điều 223 khoản 3 của Bộ Luật Dân Sự. Trong trường hợp định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung theo phần thì các đồng sở hữu chủ được quyền ưu tiên mua trong thời hạn là 1 tháng đối với động sản và 3 tháng đối với bất động sản kể từ khi nhận được thông báo.
Đó, điều 223 khoản 3. Đấy. Hoặc ví dụ như là chuộc lại tài sản đã bán thì thời hạn chuộc lại đối với động sản là 1 năm và đối với bất động sản là 5 năm. Thì đấy là cách phân loại thứ nhất. À, chúng ta sang cái cách phân loại thứ hai là căn cứ vào nguồn gốc hình thành thì vật được chia làm hai loại, được chia làm hai loại, đó là hoa lợi và lợi tức. Và hoa lợi là những cái sản vật mà tài sản mang lại một cách tự nhiên. À, ví dụ như là hoa hoa trái do cây mang lại. À, ví dụ như là trứng do gà đẻ ra thì hoa trái trứng gà được xem là hoa lợi. Và lợi tức là những khoản lợi có được từ việc khai thác tài sản mà có. Và ví dụ như tôi có tiền, tôi cho vay có lãi thì tiền lãi đó được xem là lợi tức. À, ví dụ như là tôi có nhà, tôi cho thuê thì tiền thuê ấy được xem là lợi tức. À, thế thì cái việc mà phân chia tài sản là hoa lợi, lợi tức cũng có một ý nghĩa pháp lý rất quan trọng trong cái việc xác lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. À, tôi lấy ví dụ này. À, ví dụ như nhà tôi và nhà anh ở gần nhà nhau, sát nhà nhau, cùng chung một cái hàng rào. À, tôi trồng cây sầu riêng. À, cây sầu riêng nó có cành, cành nó chĩa sang nhà anh, nó có quả. Bây giờ quả nó chín, nó rơi xuống nhà anh thì trái sầu riêng này của tôi hay của anh? Đấy. Ví dụ như nhà A, nhà B ở sát nhà nhau, A trồng cây sầu riêng, cây sầu riêng nó có cành chĩa sang vươn sang khoảng không của nhà B, rồi nó có quả, quả nó chín, nó rơi xuống nhà B thì bây giờ cái quả đấy của A hay của B? Xin mời Tiền Giang và Cà Mau. Theo như quy định của luật đất đai, người có quyền sử dụng đất, có quyền sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng. Thế thì cái cành cây sầu riêng của nhà anh nó chĩa sang nhà em, có quả thì nó phải của em chứ. Hả? Được không? Thế thì trong trường hợp này, về nguyên tắc ai là chủ sở hữu đối với tài sản thì người đó là chủ sở hữu đối với hoa lợi và lợi tức. Do đó cái trái sầu riêng này vẫn là của A mặc dù cái cành ấy nó vươn sang nhà B. À, trong trường hợp này B có quyền yêu cầu cắt cành tỉa cành. Nhưng nếu như B không yêu cầu thì cái sự vi phạm của A đấy không phải là căn cứ để B hưởng. Đấy. Cách phân loại thứ ba là căn cứ vào tính chất độc lập của vật thì vật được chia làm hai loại là vật chính và vật phụ. Vật chính là những vật tồn tại độc lập mà vẫn khai thác được tính năng tác dụng của tài sản. Còn vật phụ là cái vật mà phục vụ cho việc khai thác vật chính. Do đó khi trong giao dịch mà có vật chính, vật phụ thì cái chủ thể có nghĩa vụ giao vật chính phải giao luôn cả vật phụ. Ví dụ bây giờ chúng ta đi mua cái tivi và ra mình đến mình mua cái tivi, sau khi họ giao cái tivi thì không có điều khiển tivi, mình yêu cầu họ giao cái điều khiển tivi, họ bảo không, anh mua tivi mà không mua điều khiển cho nên muốn có điều khiển thì trả thêm tiền là không được, bởi vì cái tivi và cái điều khiển tivi được xem là vật chính và vật phụ. Tivi là vật chính, còn điều khiển tivi là vật phụ. Đấy, do đó cái người bán tài sản khi giao tivi thì phải giao luôn cả cái điều khiển tivi, đấy là vật chính, vật phụ. À, tiếp theo là căn cứ vào tính chất, tính năng sử dụng của vật thì được chia làm hai loại là vật chia được và vật không chia được. À, vật chia được là những vật sau khi phân chia vẫn giữ được tính năng tác dụng, vẫn khai thác được tài sản đúng với tính năng của nó. À, còn vật không chia được là vật sau khi phân chia sẽ không khai thác tài sản, nó làm mất hoặc làm giảm sút nghiêm trọng giá trị tài sản.
Thì cái việc phân chia như thế này cũng có một ý nghĩa pháp lý rất lớn trong việc là xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. Tôi lấy ví dụ này. Ví dụ như là A có hai người con là B và C. Bây giờ A chết, để lại thừa kế cho hai người con là một cái xe ô tô. Thì trong trường hợp này, A chết thì B và C được thừa kế. Mỗi người được thừa kế một phần bằng nhau, nhưng không thể chia cái xe ô tô ra về mặt cơ học được, mà lúc này là chỉ trị giá bằng tiền để chia. Như vậy lúc này cái xe ô tô đấy nó không phải là vật chia được, đúng không ạ? Nó là vật không chia được, do đó là phải trị giá bằng tiền để chia. Hoặc ví dụ như A chết để lại thừa kế cho hai người con là B, C, một con trâu cày. Vậy thì lúc này không thể xẻ con trâu ra làm hai được, bởi vì nếu xẻ con trâu ra làm hai thì nó sẽ làm gì? Mất giá trị sử dụng, bởi vì ở đây đó là con trâu cày. Vì vậy lúc này phải trị giá bằng tiền để chia. Cách phân loại thứ tiếp theo là căn cứ vào tính chất ổn định về giá trị, công dụng của tài sản, thì tài sản được chia làm hai loại là vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Vật tiêu hao là vật qua một lần sử dụng không còn giữ được tính năng, tác dụng như ban đầu. Còn vật không tiêu hao là vật qua nhiều lần sử dụng mà vẫn giữ được tính năng, tác dụng như ban đầu. Ví dụ thế này, vật tiêu hao, ví dụ như xăng dầu là vật tiêu hao, bởi khi xăng dầu đưa vào sử dụng thì nó không còn giữ được tính năng, tác dụng ban đầu. Nhưng mà vật không tiêu hao, ví dụ như là cái ô tô, xe máy, thì đấy là vật không tiêu hao, bởi qua quá trình sử dụng nó vẫn còn giữ được tính năng, tác dụng như ban đầu. Cái việc mà phân chia vật tiêu hao và không tiêu hao này nó cũng có một ý nghĩa pháp lý rất quan trọng trong quá trình xác lập, trong quá trình thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự. Ví dụ trong cái quan hệ hợp đồng thuê tài sản thì đối tượng của hợp đồng thuê tài sản không bao giờ là vật tiêu hao. Ví dụ không ai thuê xăng dầu, không ai thuê gạo cả, đúng không ạ? Không ai thuê đường, thuê muối, bởi vì qua quá trình sử dụng nó không còn giữ được tính năng, tác dụng ban đầu. Người ta có thể thuê xe máy, thuê ô tô, thuê nhà. Như vậy thì vật tiêu hao nó không bao giờ là đối tượng trong hợp đồng thuê, trong hợp đồng mượn. Tiếp theo là căn cứ vào những dấu hiệu riêng biệt thì vật được chia làm hai loại là vật đặc định và vật cùng loại. Vật đặc định là những cái vật có dấu hiệu riêng biệt, đúng không ạ? Có thể phân biệt được vật này với vật khác. Vật cùng loại là những vật có cùng kích thước, tính năng, tác dụng. Thế thì cái việc mà phân biệt vật đặc định và cùng loại này nó cũng có một ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Ví dụ này. Ví dụ như anh em mình đi học, mình gửi xe ở ngoài bãi xe, đúng không ạ? Tí nữa mình ra mình lấy xe, lấy đúng cái xe của mình, thì mình phải căn cứ vào thứ nhất là vé giữ xe, thứ hai là chúng ta phải căn cứ vào là biển số xe, thứ ba là chúng ta có thể căn cứ vào số khung, số máy. Thì đấy là những dấu hiệu đặc định hóa. Những dấu hiệu này đặc định cái xe máy của mình, thông qua đó mình phân biệt được xe này với xe khác. Do đó là khi giao dịch, khi phải giao vật là vật đặc định thì anh phải chuyển giao đúng vật đó. Trong trường hợp là vật đặc định không còn thì quan hệ ấy chấm dứt, đúng không ạ? Quan hệ chấm dứt. Ví dụ A thỏa thuận bán cho B một cái xe ô tô, số khung là 1234, số máy là 5678. Bây giờ cái xe ấy nó bị cháy, bị tiêu hủy rồi thì cái quan hệ mua bán này chấm dứt, bởi đối tượng của hợp đồng không còn. Nhưng nếu như A thỏa thuận bán cho B là mua 100 tấn gạo Nàng Thơm loại 1, bây giờ trên đường vận chuyển nó bị mất, nó bị hư hỏng thì có thể là thay thế bằng gạo Nàng Thơm loại 1 khác. Thì đấy là ý nghĩa. Ngoài ra thì trong luật nó còn có quy định là vật đồng bộ, đúng không ạ? Vật đồng bộ
là vật có nhiều bộ phận để hợp thành một chức năng chung. Nếu như thiếu một bộ phận thì nó làm mất giá trị hoặc nó làm giảm sút nghiêm trọng giá trị sử dụng. Ví dụ như là đôi giày, đôi dép được xem là vật đồng bộ. Ví dụ như là bàn, bộ bàn ghế, đúng không ạ? Đấy được xem là gì? Vật đồng bộ. Thế thì đấy là các cách phân loại, và mỗi một cách phân loại khác nhau nó có một cái ý nghĩa pháp lý nhất định trong quá trình xác lập, trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Chúng ta sang cái phần ba nhỏ là nội dung của quyền sở hữu. Nội dung của quyền sở hữu. Thì nội dung của quyền sở hữu là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của chủ thể. Theo như quy định của pháp luật thì nội dung của quyền sở hữu được chia ra làm ba quyền năng. Hay nói cách khác rằng nội dung của quyền sở hữu bao gồm có ba cái quyền năng. Thứ nhất là quyền chiếm hữu. Quyền chiếm hữu. Anh em mình dở cái điều 182 ra. Anh chị dở điều 182 của Bộ Luật Dân Sự ra. Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quyền nắm giữ và quản lý tài sản. Điều 182. Vâng. Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ và quản lý tài sản. Như vậy ở đây chiếm hữu nó có hai loại là chiếm hữu thực tế và chiếm hữu về mặt pháp lý. Chiếm hữu thực tế tức là nắm giữ tài sản ấy, trực tiếp nắm giữ, cầm nắm nó. Và thứ hai là chiếm hữu về mặt pháp lý tức là quản lý tài sản. Theo như quy định của pháp luật thì chiếm hữu được chia ra làm hai loại là chiếm hữu hợp pháp và chiếm hữu không hợp pháp. Chiếm hữu hợp pháp được quy định tại điều 183 của Bộ Luật Dân Sự và được cụ thể hóa từ điều 184 đến điều 188. Anh em mình dở cái điều 183 ra. Các anh chị dở cái điều 183 của Bộ Luật Dân Sự ra. Các anh chị cố gắng mua cái cuốn Bộ Luật Dân Sự. Khi anh em mình học thì dở luôn ra. Có nói điều nào mình dở luôn ra. Và mai kia nó cũng phục vụ cho thi. Anh em mình được sử dụng để mà vào thi. Rồi sau này nữa khi mà vận dụng thì mình có thể dở nó ra để giải quyết trong các tình huống thực tế. Sau đó anh em mình cố gắng mua cái cuốn bộ luật. Tại điều 183 thì các nhà làm luật đã quy định các cái trường hợp chiếm hữu hợp pháp. Thứ nhất là chủ sở hữu tự mình chiếm hữu. Đúng không ạ? Đây ví dụ tôi là chủ sở hữu đồng hồ này. Bây giờ tôi đang chiếm hữu đây, tôi đang nắm giữ đây, thì chiếm hữu này là chiếm hữu hợp pháp. Trường hợp thứ hai là người được chủ sở hữu ủy quyền. Ví dụ như là A ủy quyền cho B quản lý tài sản, thì trường hợp này cái người B là người chiếm hữu hợp pháp. Hoặc là thông qua các cái giao dịch, thông qua sự thỏa thuận khác, ví dụ như trong hợp đồng thuê, hợp đồng mượn, thì người thuê, người mượn là người chiếm hữu hợp pháp. Hoặc là các trường hợp khác do pháp luật quy định. Ví dụ như là người nhặt được tài sản đánh rơi, thì theo như quy định của pháp luật, người nhặt được tài sản đánh rơi thì phải có nghĩa vụ tìm trả lại chủ sở hữu hoặc là giao nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp cơ sở nơi gần nhất. Thế thì cái thời gian mà mang đi trả cho chủ sở hữu hoặc là thời gian mang giao nộp cho Ủy ban Nhân dân hoặc là cơ quan công an thì khoảng thời gian ấy được xem là chiếm hữu hợp pháp. Hoặc ví dụ như người nào phát hiện được gia súc thất lạc thì phải thông báo công khai để tìm lại chủ sở hữu. Sau 6 tháng kể từ khi thông báo công khai không xác định được chủ sở hữu thì được xác lập quyền sở hữu đối với gia súc thất lạc đó. Như vậy thì cái khoảng thời gian mà anh thông báo thì anh phải gì? Phải quản lý gia súc này, và việc quản lý đấy được xem là chiếm hữu hợp pháp. Trong trường hợp thứ hai là chiếm hữu không hợp pháp. Chiếm hữu không hợp pháp hay còn gọi là chiếm hữu bất hợp pháp được quy định tại điều 189 của Bộ Luật Dân Sự. 189 của Bộ Luật Dân Sự. Chiếm hữu bất hợp pháp hay là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là chiếm hữu của chủ thể
không phù hợp, không dựa trên những quy định của pháp luật, gọi là chiếm hữu bất hợp pháp. Ở trong chiếm hữu bất hợp pháp thì lại chia ra làm hai loại, là chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình và chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình. Hay nói một cách khác là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình. Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật ngay tình là chiếm hữu của chủ thể không biết và không thể biết việc chiếm hữu ấy là không có căn cứ pháp luật. Ví dụ này, ví dụ như là A đi ra chợ mua một cái xe đạp, thì người đi mua xe đạp này cứ suy đoán rằng người bán là chủ sở hữu, bởi vì xe đạp là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu, do đó tôi cứ suy đoán rằng người bán là người có quyền. Hoặc ví dụ như chúng ta đi ra chợ mua mắt kính, mua đồng hồ, thì mình cứ suy đoán rằng người bán là chủ sở hữu, bởi vì mắt kính, đồng hồ là những tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu. Do đó là cái người mua không biết, không biết. Hay nói một cách khác rằng là đối với những tài sản không phải đăng ký thì mình cứ suy đoán người bán là chủ sở hữu, nhưng biết đâu cái người bán ấy có được tài sản do trộm cắp mà có, hoặc là họ tiêu thụ tài sản do của gian mà có, đúng không ạ? Ví dụ này, ví dụ bây giờ A ăn cắp cái xe đạp đem bán, thì mình cứ suy đoán A là chủ thôi, nhưng mà cái xe đạp này thực tế lại do A trộm cắp mà có. Thế thì A đang chiếm hữu tài sản đấy là bất hợp pháp và bán cho mình mua mình không biết, thì mình cũng là người chiếm hữu bất hợp pháp. Nhưng vì mình không biết cho nên mình là người ngay tình. Còn trường hợp thứ hai là không thể biết, không thể biết. Ví dụ này, ví dụ như A trộm cắp cái xe máy của B. Sau khi trộm cắp xe máy xong, anh ta về, anh ta đục lại số khung, đục lại số máy, làm giấy tờ giả, làm chứng minh nhân dân giả đem bán, thì lúc này người mua không thể biết. Và không thể biết, chỉ đến khi mà đi đến cơ quan nhà nước, cụ thể là đến cơ quan công an cấp quận huyện để đăng ký, thì mới phát hiện ra rằng cái xe này là xe không có nguồn gốc. Như vậy thì trong trường hợp này là người mua không thể biết bởi hành vi gian dối, hành vi làm giấy tờ giả của người bán. Còn chiếm hữu bất hợp pháp mà không ngay tình là trường hợp chủ thể biết hoặc pháp luật buộc phải biết mà vẫn chiếm hữu. Ví dụ, một người biết được rằng cái tài sản này do người khác trộm cắp mà có, nhưng ham rẻ mà mua, thì đấy là bất hợp pháp không ngay tình, bởi khi giao kết hợp đồng anh đã có cái ý định là trục lợi ở đó. Hoặc trường hợp thứ hai là pháp luật buộc phải biết. Ví dụ một người 6 tuổi, 5 tuổi đem bán một cái máy tính xách tay, thì trong trường hợp này chúng ta buộc phải biết rằng là đứa trẻ ấy nó không có quyền giao dịch, luật buộc phải biết. Hoặc ví dụ như tôi mượn cái xe máy của anh, tôi mượn luôn cả giấy đăng ký xe đem đi cầm cố, thì cái người nhận cầm cố ấy buộc phải biết tôi không phải là chủ sở hữu. Nếu như mà vẫn nhận cầm cố thì chiếm hữu ấy là bất hợp pháp không ngay tình. Thế thì báo cáo các anh chị rằng cái việc quy định chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình và không ngay tình nó có một ý nghĩa pháp lý vô cùng quan trọng trong việc là xác lập, trong việc thực hiện, trong việc là bảo vệ quyền sở hữu. Có ý nghĩa rất quan trọng trong việc là xác lập, trong việc thực hiện, trong việc bảo vệ quyền sở hữu. Tôi lấy ví dụ này, ví dụ như là điều ví dụ về xác lập quyền này, ví dụ như điều 247, điều 247 đấy, người nào chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình công khai liên tục đối với động sản 10 năm, bất động sản 30 năm được xác lập quyền sở hữu. Cái việc xác lập quyền sở hữu trong trường hợp này chỉ đặt ra nếu
anh là người chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình mà thôi. Còn người chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình thì trong mọi trường hợp sẽ không được công nhận quyền sở hữu. Đấy. Hay là có ý nghĩa trong quá trình thực hiện này. À, ví dụ chúng ta dở cái điều 194 khoản 2 ra. Điều 194 khoản 2. À, tại điều 194 khoản 2 của Bộ Luật Dân sự nói rằng người chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình, người được lợi về tài sản không có căn cứ luật định, được quyền khai thác tài sản, được hưởng hoa lợi lợi tức. Như vậy là việc khai thác một cái tài sản không thuộc sở hữu của mình, nhưng mình là người ngay tình, thì luật pháp công nhận cho anh được hưởng hoa lợi lợi tức, được công nhận quyền sở hữu đối với hoa lợi và lợi tức. Ở trường hợp thứ ba là bảo vệ này, bảo vệ quyền sở hữu này. À, chúng ta dở cái điều 256 đến 258 ra. À, đối với người chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình. Đối với người chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình thì trong mọi trường hợp chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp kiện đòi thì người không ngay tình đều phải trả lại. Nhưng đối với người chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình thì có trường hợp là phải trả, nhưng có trường hợp lại được công nhận quyền sở hữu. À, như vậy thì thái độ của nhà nước đối với người chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình là nghiêm khắc hơn, còn đối với người ngay tình thì được bảo vệ ở một số trường hợp. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất, cái quyền thứ nhất, đó là quyền chiếm hữu. À, chúng ta sang cái quyền thứ hai. Quyền thứ hai là quyền sử dụng. À, quyền sử dụng được quy định ở điều 192. À, quyền sử dụng là quyền khai thác tài sản để thỏa mãn cái nhu cầu, cái lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần của mình. À, như vậy, cái quyền sử dụng là cái quyền khai thác tài sản, đúng không ạ? À, tuy nhiên thì luật quy định rằng việc khai thác tài sản không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể trong việc khai thác tài sản thì pháp luật quy định rằng người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền khai thác tài sản của người khác theo thỏa thuận hoặc là pháp luật quy định. À, quyền thứ ba, quyền thứ ba đó là quyền định đoạt. Điều 195. À, quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác hoặc là từ bỏ quyền sở hữu. Như vậy ở đây định đoạt nó có hai hình thức, là định đoạt về mặt pháp lý và định đoạt về mặt thực tế. À, định đoạt về mặt pháp lý tức là chuyển giao quyền sở hữu cho chủ thể khác, và định đoạt về mặt thực tế tức là làm cho tài sản đấy nó không còn tồn tại. À, ví dụ như tôi có một cái cuốn sách, bây giờ tôi bán cho người khác, tôi tặng cho người khác thì đấy là định đoạt về mặt pháp lý. Các trường hợp thứ hai là định đoạt về mặt thực tế, ví dụ tôi đốt nó đi, như vậy làm cho cuốn sách đó nó không còn thì đấy gọi là định đoạt về mặt thực tế. À, khi định đoạt tài sản thì chúng ta chú ý sau đây. À, thứ nhất là việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện. À, việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện. À, xin hỏi Tiền Giang, xin hỏi Cà Mau là người bao nhiêu tuổi là người có năng lực hành vi dân sự? Người bao nhiêu tuổi là người có năng lực hành vi dân sự? Vâng, xin mời Tiền Giang. Đủ 18 tuổi hay đủ 18 tuổi hay 18 tuổi? Đủ 18 tuổi chắc không? Đủ 18 hay 18? Đủ 18 hay 18? Dạ đủ 18 tuổi cho lên này. Có ai có Tiền Giang có ai có ý kiến khác không? Rồi. Xin mời. Thầy theo em từ 16 tuổi lên này. 16 hay đủ 16? Dạ đủ 16.
Rồi, xin cảm ơn. Có ai có ý kiến khác không? Tiền Giang có ý kiến khác không? Rồi, Cà Mau đâu? Cà Mau đâu? Cà Mau có ý kiến gì không? Đủ 16. Rồi. Xin cảm ơn cả Cà Mau và Tiền Giang. Thế bây giờ thế này nhá. Bây giờ một cái đứa trẻ 7 tuổi học lớp 1, nó tặng cô bạn gái nó cây viết chì. Nhân ngày sinh nhật em, anh tặng em cây viết chì. Thế thì bố nó, mẹ nó có thể kiện đòi lại cây viết chì được không? Hả? Nhân ngày sinh nhật em, anh tặng em cây viết chì được không? Bố mẹ đòi được không? Cây viết chì có phải là tài sản không? Đúng. Ờ đúng rồi. Thế bây giờ tặng cho ấy có phải là định đoạt không? Thế bố mẹ có đòi được không? Sao lại không? Nó chưa đủ 18 mà. Nó chưa đủ 16 mà. Nó chưa đủ 16 mà. Ờ. Thế sao lúc đấy bảo là 16? Luật bên kia là luật nào? Hình sự hả? Hình sự cũng không đúng. Nhưng mà hình sự cũng không đúng. Hình sự ấy là đủ 14 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội đặc biệt nghiêm trọng rồi. Ừ. Lại lộn rồi. Như vậy là xem lại điều 20 nhá, điều 20 của Bộ luật dân sự nhá. Như vậy là đủ 6 tuổi đã có năng lực hành vi rồi nhá. À, theo như quy định của điều 20 của Bộ luật dân sự, người đủ 6 tuổi đã có năng lực hành vi dân sự, đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì có quyền xác lập các cái giao dịch phù hợp với lứa tuổi rồi. Nhá. Còn hình sự là đủ 14 tuổi nó đã chịu trách nhiệm đối với tội đặc biệt nghiêm trọng với lỗi cố ý rồi. Được chưa? Ờ, xin cảm ơn. À, cái chú ý thứ hai là việc định đoạt tài sản bị hạn chế trong một số trường hợp luật định. Đúng không ạ? À, ví dụ như là điều 199 của Bộ luật dân sự. Điều 199 nói rằng khi định đoạt tài sản là di tích lịch sử văn hóa thì nhà nước là người được quyền ưu tiên mua. Như vậy trong trường hợp này cái quyền định đoạt của chủ thể đã bị giới hạn bởi lợi ích nhà nước. Đó. Anh không có quyền định đoạt cho người khác khi chưa định đoạt cho nhà nước. Hoặc ví dụ như điều 223 khoản 3 của Bộ luật dân sự là khi định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung theo phần thì các đồng sở hữu chủ được quyền ưu tiên mua trong thời hạn là 1 tháng đối với lại động sản và 3 tháng đối với bất động sản. Như vậy là cái quyền định đoạt ở đây đã bị giới hạn bởi chủ thể. Đúng nhỉ? Hoặc ví dụ như là trong trường hợp là bán nhà đang cho thuê thì người thuê được quyền ưu tiên mua trong thời hạn là 1 tháng kể từ khi thông báo. Từ khi nhận được thông báo thì đây là việc hạn chế định đoạt. Ngoài ra thì người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền định đoạt tài sản của chủ thể khác nếu pháp luật có quy định hoặc là các bên có thỏa thuận. Thì đấy là ba cái quyền năng được ghi nhận trong Bộ luật dân sự. Chúng ta sang một số quy định khác về quyền sở hữu. Thực chất đây là những cái quy định hạn chế cái quyền của chủ thể đối với tài sản của mình. Và một số quy định là chủ thể được khai thác tài sản của người khác trong một số trường hợp luật định. Thứ nhất là về nghĩa vụ của chủ sở hữu. Thế thì phần này anh em mình xem từ điều 262.
Thứ nhất là nghĩa vụ của chủ sở hữu trong cái trường hợp là tình thế cấp thiết. Tình thế cấp thiết là tình thế của một chủ thể mà không còn cách nào khác, phải chủ động gây ra một cái thiệt hại nhỏ hơn để bảo vệ một lợi ích lớn hơn. Lợi ích lớn hơn này có thể là của nhà nước, của công cộng và của chủ thể khác. Do đó là chủ sở hữu không có quyền cản trở, và không có quyền cản trở người khác sử dụng tài sản của mình, đúng không ạ? Nghĩa vụ thứ hai là nghĩa vụ của chủ sở hữu trong vấn đề bảo vệ môi trường. Và trong quá trình sử dụng tài sản thì chủ sở hữu không được gây ô nhiễm môi trường. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong vấn đề là tôn trọng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều 264. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong vấn đề tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản liền kề. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xây dựng trên cái, được xác định trên cái cơ sở là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc là trên cơ sở thỏa thuận của các bên, hoặc cũng có thể là theo phong tục tập quán. Như vậy là về nguyên tắc khi xây dựng các công trình thì anh chỉ được xây dựng trên phần đất của mình mà không được xây dựng đè lên ranh giới, thì đấy là cái quy định của pháp luật. Ngoài ra thì luật còn có quy định là quyền của chủ sở hữu trong việc là khai thác bất động sản liền kề, ví dụ như là quyền về lối đi, quyền thoát nước mưa, nước thải, quyền mắc đường dây tải điện thông tin liên lạc. Ví dụ như nhà tôi bị vây bọc bởi các bất động sản liền kề, bây giờ tôi muốn đi ra ngoài đường cái công cộng thì phải đi qua nhà anh. Trong trường hợp này thì tôi có quyền yêu cầu anh phải dành cho tôi một lối đi hợp lý ra ngoài đường cái công cộng. Hoặc là ví dụ như quyền yêu cầu phá dỡ các cái bất động sản liền kề khi mà bất động sản ấy nó có nguy cơ đổ sập sang nhà mình. Thì đấy là một số cái quyền của chủ thể. Thì về phần này anh em mình đọc từ điều 262 cho đến điều 279 của Bộ Luật Dân sự.